Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm thì bạn sẽ không phải đi làm một ngày nào cả. Hôm nay mình sẽ cho bữa cơm trưa nha. Cá sặc, đó, hành với lại trái cây đây, rau củ đây, dưa leo, cơm, xoài, rau răng ngon chưa? Đó, và đây là canh khoai mỡ. Đây là một vài khoảnh khắc vui vui thôi, chứ bây giờ mình sẽ bắt đầu vào việc thôi. Let's go. Có một câu nói, hãy làm những việc cần làm trước khi mà mình làm những việc mình thích làm. Có thể xuất phát điểm đây không phải là công việc mà mình yêu thích, nhưng càng làm thì mình càng tìm được những niềm vui cho công việc tuyệt vời này. Mỗi lần đi gặp khách hàng, mình có cơ hội giúp cho họ hiểu hơn về kiến thức sức khỏe, làm sao để bảo vệ sức khỏe một cách chủ động, xây dựng thói quen cũng như là chế độ dinh dưỡng đúng đắn và hợp lý. Niềm vui trong case này đó chính là khi giúp chú này trở nên khỏe hơn thì da chú cũng đẹp hơn, căng bóng hơn, làm vợ chú cũng phải ghen tị nữa. Cuộc sống của cô chú trở nên hạnh phúc hơn khi mà cô chú có sức khỏe. Và điều tuyệt vời hơn nữa là mỗi ngày mình thức dậy, mình đều thấy những hy vọng, những mục tiêu để có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo nha.